Xin chào tất cả quý anh em nha. Mình đang ở một cái chỗ rất là đẹp anh em. Đây là cái quảng trường ở gần chỗ mình ha. Thì hôm nay mình ở quảng trường, mình sẽ giới thiệu cho anh em một cái sản phẩm là của cái rổ đồ điện thái. Thì cũng muốn thay đổi cái không gian cho anh em một chút xíu, để chúng ta khi mà mình coi clip của Đạt thì mình sẽ thấy nó vui vẻ hơn. Đây, cho anh em nhìn cái quảng trường của mình rất là đẹp nè anh em. Thấy không? Cực kỳ là đẹp luôn. Đó. Rất là rộng nha anh em nha, rộng cực kỳ luôn. Mà mình ra thì giờ này nó gần 12 giờ anh em, nó hơi nắng ha. Tại vì sáng giờ bận quá, kêu mình hẹn các anh em đi mà mình bận quá, giờ mình cho mấy đứa ở nhà mình đi quay có mình hai với lại một bạn nữa thôi. Thì đây là cái rổ Dream Thái anh em không? Thì đem ra đây thay đổi thứ nhất là ở ngoài này nó sáng. Đó, nó quay rất là đẹp luôn em. Đó, thấy không? Thấy quay rất là đẹp luôn. Là thứ nhất, thứ hai á là cái ngoài đây thì nó cái không gian nó thoáng mát hơn và nó cũng vắng người anh em. Buổi giờ trưa thì nó cũng vắng người lắm. Thì đây là cái rổ Dream Thái này. Gió mạnh lắm anh em ơi. Mát cực kỳ luôn. Đây là cái rổ Dream Thái nha. Đây tem này của nó, tem zin nè, thấy chưa? GN5900 nha. Made in Thái Lan. Rồi ha, bỏ cái này qua bên đi. Ui, gió quá. Rồi, đây là cái nhân vật chính của mình ha. Mình thì Đạt thì cái rổ này thì Đạt đã lột sẵn cái lớp phủ phía bên ngoài ra rồi. Để mình quay cho nó nhanh, gọn, đỡ mất công anh em đợi chờ ha. Thì anh em nhìn nè, thấy không? Cái rổ Dream Thái cực kỳ là đẹp luôn. Đó, bát đầy đủ cho anh em luôn nha. Bát là đầy đủ luôn. Nói chung là về nhà là mình chỉ có vô xe là mình xài thôi. Mình gắn như là mình xài thôi, không có phải suy nghĩ nhiều. Đấy, không phải mua thêm cái gì đâu anh em. Đó, xe nào mà chưa có 3 ga mũi thì mua thêm, nhưng mà thường là 3 ga mũi là theo xe nó đã có rồi, cho nên là không cần phải mua nữa. Đây, tem thì rất là đẹp rồi này. Đấy chưa? Tem nó cực kỳ đẹp nha. Nan nó là dạng nan mỏng, nan thưa nhưng mà không mỏng nha, nan thưa nhưng mà rất là dày. Cái nan của nó cực kỳ dày luôn nhưng mà nó là nan thưa này. Cái lỗ nó to đùng luôn này, thấy không? Đó, cái lỗ nó là to gần bằng ngón tay mình luôn. Nhưng mà nó rất là cứng cáp, rất là dày. Form lớn nha anh em. Form này là form rộng nha. Form nó rất là rộng, chứ nó không có nhỏ như là những cái rổ kiểu dạng super hay là dim lùn thì cái vòng rổ nó sẽ nhỏ nha anh em. Còn cái rổ này thì nó rất là to luôn. Đó, thấy không? Và bát đầy đủ luôn này. Đây cái bát 7 màu cho anh em luôn. Thấy chưa? Đó, bát là 7 màu, xanh 7 màu cho anh em luôn nha. Rất là đẹp. Đấy, thì cái không khí ở đây anh em review cực kỳ đã luôn. Mà một cái rổ này anh em biết bao nhiêu tiền không ạ? Chỉ có 600 thôi. Tem zin luôn. Anh em là mua mình miễn ship cho anh em luôn nha. Đó. Thì thực sự nếu mà cái rổ này mà 600 ngàn mà còn được miễn ship thì rất xứng đáng để anh em chúng ta có bỏ tiền ra để mua. Đấy. Anh em có thể tham khảo các loại rổ khác trên thị trường, anh em sẽ thấy là cái rổ, những một cái rổ loại rẻ tiền loại hàng chợ thì thứ nhất là nó không bóng nha. Cái màu sơn của nó sẽ không bóng như này đâu. Thấy không? Anh thấy nó bóng không? Nó bóng rất là bóng luôn nha. Thứ hai á là cái tem của nó này, đây tem zin nha. Tem là đúng tem zin rồi này, em thấy cái ánh bạc nó này chưa? Không phải nó nhiều luôn. Và thứ ba á là cái form nó đẹp cực kỳ đẹp luôn và nó không có bị lỗi anh em nha, nó không có bị lỗi những cái đường đan của nó. Nó là một miếng luôn, một mảnh nha. Và bát đầy đủ cho anh em, bát ốc đầy đủ luôn, về là mình bắt vô là mình xài thôi. Thì mình cam kết cho anh em đúng hàng zin ha. Và giá thì cũng rất dễ chịu luôn, chỉ có 350 thôi. Đó. Thì nếu mà xe của anh em chúng ta chưa có rổ thì mình nghĩ là nên gắn một cái rổ vô. Tại thực sự luôn anh em có thể không tưởng tượng được, nhưng mà một chiếc xe rim á, khi mà mình gắn thêm một cái rổ vô rất là đẹp nha anh em nha. Đó, thì cái này là mình khuyên thật với anh em là nếu mà anh em chơi xe rim thì nên có một cái rổ để chúng ta xài. Thứ nhất là nó để được đồ. Thứ hai là anh em lên cái rổ là nhìn cái xe nó sẽ dài hơn một chút, là nhìn cái xe của mình nó sẽ lực hơn và nhìn nó đúng có một cái rổ thì nhìn xe mình nó sẽ kiểu zin hơn, tại vì cái phần này nó sẽ ôm về phía trước rất là đẹp luôn. Đó, nhìn cái xe nó đều, nó căng hơn. Đó, thì một cái rổ như vậy là 600 ngàn nha anh em nha. Đó, 600 ngàn. Thì anh em nào chúng ta có nhu cầu thì liên hệ với mình, mới 100% nha, chưa qua sử dụng và còn nguyên tem của Honda Thái Lan luôn. Rồi, anh em nào cần thì liên hệ với mình nha. Đó, thực sự cái độ này rất là đẹp và cực kỳ dày cũng như là cứng cáp luôn. Thì cũng có những cái clip mà mình đã test cái độ cứng của nó rồi. Cho nên là anh em yên tâm là chúng ta về là anh em chúng ta không phải sợ là nó bị yếu hay là nó bị móp đâu anh em. Đây, bây giờ mình sẽ test cho anh em coi thử ha. Đây này, sẽ quay máy qua đây. Đây, đây là cái đường. Rồi chưa? Đó, đây, cái đường nha. Đó, đây là cái rổ này. Sẽ lấy cái bọc mình kê đi cho nó đỡ như... Trời. Đây ha, rồi. Đây cái bọc của nó luôn này. Gió lắm anh em ơi. Gió rất là đã luôn, rất là mát. Rồi, ok chưa? Chưa thấy à? Đây, xếp ra đây. Đây. Thấy rồi đúng không? Rồi, xếp ra tí nữa nha. Ok. Đây, anh em thấy rõ chưa? Đó. Rồi, thấy rõ cái rổ đúng không? Đó.
đây này, mình sẽ leo lên cho anh em coi luôn này, mình sẽ đứng lên luôn nha. Đây, mình đứng lên mình nhảy luôn, hiểu không? Nhảy luôn, bao không sập nha anh em, chưa? Rất là trâu bò luôn, thực sự luôn á, cực kỳ trâu luôn. Nói chung là cái rổ này mình cũng không hiểu sao nó trâu bò được dữ vậy luôn á, thấy không? Nào, đây, coi cho anh em coi này, chưa có một dấu gì luôn nha, không bông không chóc luôn nha anh em, rất là đẹp. Đó thì bao luôn nha. Về cái rổ này nói chung là anh em lên xe là khỏi bàn. Mức giá thì 600 ngàn nha anh em. Rồi, cảm ơn quý anh em rất là nhiều ha.